Yo, hello, what's up chào anh em nha. Chào quay trở lại với channel mình đây, từ từ đường phố đến người nha. Xin chào tất cả anh em của game tài chế mình đây, từ từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước mọi video, chúc anh em xem video vẻ đầu video, anh em xin like và một subscribe của channel phát triển nha, của người rất nhiều. Ok, quay trở lại video cùng chiều tối nay thì chúng ta cùng nhau đi chốt event tặng gift code anh em kênh từ từ đường phố. Đây tặng 5 phần quà gift code cuối tuần. Không biết là hiện tại anh em đã tham gia đến đâu rồi, mới đã được bao nhiêu phần quà. Hôm nay chỉ chốt được bao nhiêu phần quà đây. Cái này thì giờ đi cùng nhau đi chốt thì mới biết rồi anh em. Rồi. Hôm nay thì tiện ghé qua thì vui chơi sự kiện luôn anh em. Sự kiện nào? Sốc cỏ bốn lá ăn lên đổi không nhỉ? Hình như pull hết rồi. Đổi lính chim 10 sao, con đổi lính chim 10 sao nhỉ? Còn thiếu không quá nhiều thùng bia anh em. Cốc bia vàng. Ok. Để xem nào. Bốn trăm là 5 vòng à? Ngoài là 6 vòng. Ok, cũng hợp lý đấy anh em. Rồi luôn đi. Rồi ok các bạn. Hôm nay sẽ quẩy con nàng này nha. Trước khi đi chốt event thì chúng ta sẽ quẩy qua sự kiện các bạn. 500 hai mấy à? Ui, được 30 thôi. 8756. 8756 được 7 vòng các bạn. Tới nào. Ngon lành rồi. Được 7 vòng nữa. Đúng gần pool rồi anh em. Qua là 343 được 6 rồi. 12 12 13 vòng, gần hết rồi anh em, gần hết sự kiện này rồi. Đấy là cái sự kiện đống xu vòng quay rồi. Căng đấy. Chủ yếu quẹ để kiếm nón Big Mom đấy anh em. Tôi đang lên nón Big Mom xong tí sẽ kiếm món bảo vật cho anh em Kaido. Tuần này là Aqua cũng phải lấy được bảo vật hết các bạn. Không hết mà hết, không có là auto chiến trường các bạn. Trăm trận chứ bao nhiêu đâu mà. Bữa nay chăm chỉ thăm ngàn anh em. Tối nay là tôi sẽ quay ạc thôi. Auto ạc là chính, mai quay auto ạc phụ hàng này luôn anh em. Hốt hết. Nhưng mà được cái là né hơn, lại lấy cái bảo vật ngon hơn anh em. Này cho Kaido luôn. Đây bảo vật chính hiệu cho Kaido luôn, nhận nào. 45 thùng bia. Đây dành cho anh em nào không biết thì đây cái bảo vật đi đây này. Đây. Đó, bữa giờ không để anh em. Trời ơi, vòng ngọc quý này. Đúng vòng của Kaido luôn. Đây, hôm nay quanh nó vẫn ở đây. Cày thế. Ôi, đánh xong ấy là kiểu gì cũng đủ anh em. Cứ đánh xong chiến trường là hầu như auto hàng nào cũng vậy anh em. Coi như không đủ thì cũng phải pull đấy. Kiểu gì thì kiểu bạn. Kiểu gì cũng lấy được thôi. Quan trọng lấy không thôi. Lấy thì chăm chỉ mà lấy được ngay. Tối nay tôi chăm chỉ trước anh em. Lấy cái gì vừa trước. Thằng này sợ Kaido nó đang E1 các bạn. Thằng này còn cày thêm nữa. May ra Kaido mới lên được E5. Còn Getgo chăm chỉ thăm ngàn rất nhiều. Làm sao tí chúng ta sẽ đi mở form anh em, biết đâu nhân phẩm hay sao. Này bạn này nhân phẩm tí là úp luôn E5 cho cái đồ đưa vào đâu ạ. Ok, tới nào. Làm 200 mấy luôn anh em. Thì bạn cốc. Mình còn thiếu 70 thùng bia nữa nhờ. 70 thùng bia nữa anh em, càng đấy. Nami. Bây giờ ơi. Đụng nào. 10 thùng bia nữa. Ok nào. 60, có 10 thùng nữa anh em. 10 thùng nữa là ăn sự kiện rồi. Là cũng xong luôn cái sự kiện tuần này. Killer Sentomaru xong đi vào đổ đến chỉ 10 sao luôn anh em. Zoro à. Thế mà ông ta Kaido đang cần. Ok các bạn nụm nào.
Ok, lượm nào các bạn. Hai đây. Lại là chị đẹp rơi chư. Toàn chị đẹp rơi chư anh em. Không làm được cay nhờ. Làm mì Kiraru Pam Pepman ạ. Cắt sần gang bê ghê. Đây rồi. Tuyệt vời anh em, thêm chào Kaido Fury. Đấy. Đâu rồi. Cay nhờ. Thêm cho cái đồ tuyệt vời. Kata. Thêm một cái đồ nữa, quá tuyệt luôn á. Và shop. Cay thế nhờ. Ok, thôi đi đổi form đến chi 10 sao đó các bạn. Rồi anh em nó sẽ không chiếu nha các bạn nha. Đó, bữa nay thì bên game thì không có mã code đâu, không event những code mấy, thì tôi tổ chức event mini game may mắn thôi đó. Anh em nào muốn đấy tham gia event mới có nha, chứ đừng có vào comment code đâu ạ. Trời ơi. Video chốt event cũng vậy đấy. Chốt hôm nay thì cũng chỉ là những anh em nào tham gia event thì may ra nếu có trúng thì nhận được giải thôi. Còn những bạn nào chưa tham gia thì không bao giờ có ông bao giờ có code luôn, chứ đừng có ngồi hóng. Muốn thì phải tham gia event nhá. Event thì event ở đâu thì anh em theo dõi kênh là biết à. Tôi thông báo đầy đủ rồi. Nên video cũng phủ sóng cũng thông báo của các bạn rồi chứ không phải là không đó. Nên anh em nào hứng thú tham gia thì cứ theo dõi event bên kênh và tham gia thôi, chứ đừng để đến hôm chốt event là nhiều ông vẫn còn vào hỏi cái câu kiểu ngớ ngẩn thật sự luôn là co đe đâu ạ. Ok kìa, cũng kiểu anh em hỏi vậy thì tôi biết đỡ làm sao được ạ. À? Đỡ không có lỗi luôn á. Nên là mong rằng anh em đã xem video thì muốn nhận code thì vào lòng tham gia sự kiện. Đó, sự kiện thì đâu có khó đâu, anh em chỉ cần like, share, đăng ký kênh, bật chuông thông báo rồi comment bất kỳ cái thế là trúng giải thì nhận quà thôi. Đó, giải tuy không to nhưng mà tôi thấy như thế là cũng ok, ngày nào cũng có hết, anh em đều có thể tham gia. Một phần quà thạch cao web code Kosu, ý, tuyệt vời luôn, còn đâu nữa. Rồi, xong. Còn 3 form nữa, tiếp nào. Ok, 2 tầng 4 tầng 5, 6 1 cháu, rồi xong đánh boss làm 2 thêm 10 thùng bia thôi. Anh em là tuyệt vời luôn, nụm núa luôn. Chỉ cần bấy nhiêu thôi là đã đủ rồi. Ok, tới nào. Ok, tới nào. Rồi, form cuối đây rồi anh em. Thế là cũng xong. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn năm, sáu luôn. Rồi, ok, boss nào. Ui, trông thế mà long quăng nãy giờ 300 rồi anh em. Đùa đâu các bạn, 300 rồi đấy. Đùa đâu, bớt giỡn đi ạ. À. 15 rương luôn rồi. Trời ơi, chuyện xò luôn các bạn. Dương chỉ đổi dương máy món đấy thôi anh em, mấy món Robin thôi. 8k3, 8k6, 9k. 9k rưỡi kim cương. Tuyệt vời. 8 dương đổi luôn. Quên mất chưa check sự kiện anh em. Xong quậy đâu rồi nào. 20 thùng nữa hả. Ui xuống cái pool rồi. Thiếu 5 thùng nữa anh em. Cay nhờ, theo 5 thùng bia nữa các bạn. Đúng kiểu cay luôn anh em, theo 5 thùng bia nó làm được cái gì trời.
200 xu. Căn nhà. Đúng rồi, chúng ta còn vượt ngục mà. Lên tầng 3. Rồi, ok luôn. Giờ chúng ta thiếu 2 thùng. Khó nhỉ, sự kiện này cũng không có sự kiện đồ vật phẩm rơi anh em. Có chịu đi chỗ đây Evan nào anh em. Ok các bạn, đâu rồi. Đây Evan tặng 5 cốt Gosu, 110 like anh em. Vậy là chúng ta có một quả Evan. Rồi. Ok các bạn. Chia sẻ sao chép liên kết anh em, đi random tìm người trúng giải nào. Rồi ok các bạn, giờ chúng ta sẽ random 5 lần tìm ra người trúng giải. Ôi, anh em xem lên một tí nữa thôi là chúng ta được thêm 3 phần quà rồi. Giờ được một, đúng một phần quà anh em. Không tổ chức thì bảo là không tổ chức, để tổ chức thì anh em tham gia. Sáng thì kêu khó quá chuyển qua tối, tối giờ cũng vậy thôi, chẳng mai chuyển về sáng anh em nhé. Lần một nào. Ui Trịnh Minh Nhật sao lại yêu đi. Tên Facebook là ngon rồi. Lần thứ hai Hí Anh Cáp Cường nha. Lần thứ ba không có co đe, cứ bảo tặng 5 co đe huyền thoại ở đâu. Ôi dồi ôi, đấy bây giờ kể cả bạn nói như vậy, bạn đặt tên tên Facebook cái là bạn có quà đấy bạn Phúc Tuấn ạ. À, trời ơi đấy quà đâu đây này, đấy comment sai không có quà luôn. Lần thứ ba lại ui đi ạ. À, trời ơi. Lần thứ bốn Hoàng Long, ok chúc mừng Hoàng Long nhá, chúc anh mạnh khỏe. Ôi giời mạnh khỏe bạn, mạnh khỏe thì chịu rồi. Ok chúc mừng em nhá. Ok thật sự rất là tiếc khi mà chốt chỉ có một phần quà thôi anh em đó, event không đủ kết thúc rồi. Ôi, anh em đồng thú tham gia event nhận cái code bên kênh thì vui lòng theo dõi channel và tham gia để nhận ở video ngày mai nhé. Giờ thì bye bye mọi người.